Mộc Hương Shop xin chào các bác ạ. Hôm nay thì tôi lên một cái clip ngắn giới thiệu đến các bác cái vòng đàn hương này. Cái đàn hương này thì được rất là nhiều các bác quan tâm. Ở đây có một sợi 20 ni thôi, hàng chọn. Nó có 10 hạt và mic một con tỳ hưu các bác nhé. Con tỳ hưu này thì tôi mic vào đây để cho các bác thành hình, để cho các bác ra một cái sản phẩm mic tỳ hưu thôi các bác nhé. Nếu mà con này mà các bác có thể đổi thành con vàng 999 hoặc là vàng 18K thì rất đẹp, nó to hơn một chút nữa. Con này thì cũng chưa to lắm đâu. Đây các bác, nó to hơn một chút nữa thì rất đẹp. Nó có 10 hạt các bác nhé, 10 hạt 20 ni. Đàn hương Ấn Độ VIP, à, cao cấp, siêu thơm luôn các bác ạ. Cực kỳ là thơm nhé các bác nha. Đó. Thơm như nước hoa luôn. Đã, cái chất gỗ của nó cực kỳ là chất lượng này các bác này. Chất gỗ quá đã luôn. Nó bóng mịn, thớ gỗ của nó nhỏ mà rất là nặng. Chìm đấy, chìm nước đấy các bác. Tôi chưa thử nước nhưng mà chắc chắn là chìm nước. Con tỳ hưu này thì các bác có thể về mix hoặc là các bác đặt, tôi đặt bên tiệm vàng, chuyên làm tiệm vàng ấy, thì người ta lấy cho mình con tỳ hưu nó to hơn một chút, vàng 999 thì long lanh luôn. Sợi 20 ni này, các bác nào mà có nhu cầu sợi này người phải tầm trên 80 cân đeo mới đẹp các bác nhé. Đây. Con tỳ hưu to ra một chút thì nó sẽ vừa luôn. Đó. Tôi thì hiện tại là 70 cân thì đeo là vừa luôn. Còn nếu mà các bác lấy con tỳ hưu to dài ra một chút nữa thì 80 cân, trên 80 cân đeo rất đẹp. Cái chất gỗ của nó này, coi này. Hạt nào nó ra hạt đấy. Bóng mịn. Các bác liên hệ trực tiếp Zalo 0987863250 nhé. 0985233952, bên tôi cũng tư vấn cho các bác. Và các bác vào website mộchuongshop.com và mục vòng gỗ đàn hương ấy, các bác xem tham khảo giá. Còn con tỳ hưu thì vàng vàng 999 thì nó tùy theo giá vàng thôi và tùy theo cái trọng lượng vàng và có giấy bảo hành vàng cho các bác. Cái này thì tôi chỉ mua hộ các bác thôi. Nếu các bác đặt đặt là bên tôi mua hộ thì tôi chỉ mua hộ các bác và mic vào cho các bác luôn. Còn nếu các bác tự mua được thì các bác ra tiệm vàng các bác mua nhé. Mười hạt rất là chất lượng. Đó. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào ạ.